Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom, mình là Hoàng đây. Và như anh em biết, gần đây mình có làm một cái video về chủ đề đó chính là làm sao để tiết kiệm tiền, làm sao để chi tiêu hợp lý, làm sao để không bị chi quá nhiều tiền vào một thứ. Thế nên để chúc mừng cho video đó, mình sẽ làm ngay một video là thế nào để tiêu maximum số tiền cho một bộ máy tính. Và hãy cùng xem mình tiêu hơn 100 triệu nhanh chóng như nào nhá. Và để bắt đầu với cái video này, mình sẽ cùng triển khai bằng chiếc main của chúng ta nhá. Đây là chiếc main Z790 Arus Master Gaming Motherboard LGA1700 sử dụng RAM DDR5. Một chiếc mainboard có thể nói là cực kỳ khủng bố trong thời điểm hiện tại. Nó sẽ có nào thì đèn LED RGB này, 20+1+2 phase VRM này, nào thì tản nhiệt có cả lá nhôm lá nhủng này, Easy Latch này, vân vân và mây mây. Nói chung là vô cùng nhiều thứ trên một chiếc mainboard đắt tiền như thế này. Và mức giá của nó thì cũng cực kỳ là khủng luôn, trên 10 triệu. Một con gọi là một cái số tiền rất lớn. Nhiều anh em mua được một bộ máy bằng chiếc main rồi đấy. Và tất nhiên, một mức giá như thế thì phải đi kèm với rất nhiều thứ hay ho anh em ạ. Anh em nhìn đây này. Đây. Đây là chiếc main của chúng ta. Đấy, main này. Đây, main rất là to này. Đây là main ATX anh em nhá. Được bọc biếc đầy đủ cẩn thận do chúng mình này. Đáng sợ chưa này. Một cái main to, to nặng nặng luôn. Bên này thì chúng ta sẽ có đầu tiên là chỗ này sẽ là giải LED này, tản nhiệt VRM này, rất nhiều khe PCIe đều phủ 100% với tất cả mọi thứ này. Tất cả khe PCIe đều có giáp này. Và bên này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cổng USB, đều tất cả đều là 2-3 chấm trở lên nhá. Có mỗi một cổng 2 chấm thôi. Trên này sẽ có reset BIOS này, reset các kiểu này, nâng cấp BIOS các thứ này. Chúng ta sẽ còn có đó chính là Wi-Fi 6E thì phải. Hình như Wi-Fi 6E. LAN chắc là LAN 10G nhìn là rõ rồi. 3 cổng Type-C, audio thì các thứ các kiểu đầy đủ luôn. Đằng sau em này thì còn có giáp luôn anh em ạ. Giáp nhá. Anh em nhìn này, sờ này rất là cứng cáp này. Nói chung là một chiếc mainboard đắt tiền như này thì tất nhiên nó sẽ đi kèm với cả hiệu năng, tức là cái mức giá của nó sẽ đi kèm với cái chất lượng của chiếc mainboard. Nhưng cái lý do tại sao mà mình cảm thấy anh em không nên mua cái main này bởi vì là nó quá đắt và nó không hợp với cả tất cả chúng ta. Chúng ta không bao giờ sử dụng hết 100% cái nhu cầu của chiếc main này được. Về CPU thì chúng ta sẽ có 13.900K. Không anh em ơi, không 13.900K. Mà làm một bộ máy đắt tiền, một bộ máy thừa tiền, chúng ta sẽ chơi hẳn 13.900KS. Với mức xung cao hơn lên tới hình như là 300 xung thì tăng lên một chút, cache thì vẫn như vậy. Chỉ đơn giản em này là một phiên bản pin thôi, tức là một cái chip được pin cao hơn để khiến cho nó có thể ép xung cao hơn và boost cao hơn. Em này là phiên bản KS, định nghĩa cho sự K, đó là Special Edition anh em ạ. Và nó sẽ có một hộp màu đen đen hơn một chút so với cả em này. Tất nhiên rồi, tất cả mọi thứ của nó thì y hệt như cả CPU cũ thôi, chả có gì khác biệt cả, chỉ có tăng mỗi cái xung. Để lắp CPU vào em này thì cực kỳ đơn giản anh em ạ. Anh em chỉ cần mở cái lẫy lên này, mở phần nắp CPU ra này, rồi sau đó thì thả cái CPU vào. Đấy, xác định là đã vào vị trí nhá. Rồi đóng cái đáy xuống, cái nắp này sẽ bật ra. Và sau đấy thì anh em đóng vào thôi. Rất đơn giản và vô cùng dễ dàng. Mình để ý là cái phần khung của em này còn nó kiểu như kiểu là black ấy, nhìn trông hay ấy, nhìn trông chất lượng thật. Nhưng mà có lý do sao nó lại trên 10 triệu mà. Tiếp theo là về RAM. Như mình đã khuyên anh em thì anh em nên mua DDR4. Và nếu còn mua được DDR4 thì cứ dùng DDR4. Nhưng bộ máy này thì là một bộ máy tiêu tiền, vậy nên mình đã mua hẳn một kit DDR5 64GB Vengeance GRGB anh em nhé. Và kit này thì là kit không chỉ 64, nó còn là 5600MHz. Và nó sẽ còn có CL là 36 nữa, một con số khá là thấp anh em ạ. Và lắp RAM vào thì nó hơi dở hơi hơn một chút, bởi vì là cái khe này nó hơi giữa một tẹo, nên anh em phải để ý một tẹo nhá. Và thành phần cuối cùng trước khi lắp bất kỳ bộ máy nào, đó chính là ổ cứng. Và mình đang sử dụng đây đó chính là chiếc ổ cứng 990 Pro đến từ nhà Samsung với dung lượng là 2TB, một con số khá là lớn. Em này là một chiếc SSD Gen 4 với tốc độ lên tới là 7450MB trên giây cho việc đọc anh em ạ. Một con SSD khủng như này thì đúng là quá đắt. Thực ra cái mức giá của nó khá là đắt, nhưng nếu mà so sánh với cả một chiếc SSD Gen 5 ấy thì còn rẻ hơn rất nhiều. Bởi vì mình suýt nữa thì mình đã mượn một chiếc SSD Gen 5 đến từ nhà Gigabyte và nó có dung lượng là 2T, tốc độ thì cao khi khủng khiếp luôn. Nhưng mà sau khi mình nhìn cái tản nhiệt của nó ấy,
thì mình phát sốt anh em ạ, nhìn nó to quá. Cho nên mình nghĩ rằng một chiếc 990 Pro của Samsung này cũng đã là quá ok với cả bộ máy của anh em rồi. 2T thì anh em có thể chia ra một ổ 1T, một ổ 1T, hoặc là một ổ 150 và một ổ 1T rưỡi đấy, để có thể một là chứa Windows này và một ổ còn lại thì là chứa game và các phần mềm khác. Đấy là cái cấu hình mà mình đang dùng ở nhà, và mình nghĩ rằng 2T là phù hợp với cả tất cả anh em. Tất nhiên anh em có thể lựa chọn những cái loại rẻ hơn, những loại kiểu như là 1T 3 2 ổ 1T Gen 3 hay là một ổ 2T Gen 3 thì nó vẫn tốc độ rất là cao và tốc độ Windows vẫn rất là hợp lý. Việc mà lựa chọn Gen 4 nó cũng ok thôi, nó sẽ tăng cường về tốc độ chuyển từ ổ này sang ổ khác hay là từ phân vùng này sang phân vùng khác. Nhưng ngoài cái đấy ra thì mình nghĩ rằng nó còn có rất ít cái hiệu năng đi kèm, những cái delay của nó cũng không đáng là bao nhiêu. Thế nên là đây sẽ là mẫu máy tiêu tiền nên mình dùng con này anh em nhá. Vậy thì công đoạn cuối cùng của việc lắp một cái mê như này đó chính là lắp cái tản nhiệt của nó. Bình thường thì nếu mà mình dùng tản khí, bây giờ mình có thể lắp tản khí rồi, nhưng do đây là mình đang dùng một chiếc tản nhiệt nước bởi vì nó là chiếc KS mà, nên là mình sẽ sử dụng cái gông. Bây giờ là giờ bắt gông vào anh em ạ. Mình đang sử dụng đây là chiếc tản nhiệt 360 đến từ nhà mang tên là nhà Arctic anh em nhá. Em Arctic này thì có hiệu năng khá là tốt với một cái rát tương đối là dày, nhưng mà trong thời điểm hiện tại ấy, thì mình thấy rằng là có vẻ như là các nhà làm tản nhiệt đã khủng bố hơn rất nhiều rồi. Gần đây thì mình có quay một cái video bộ máy kiểu dưới 1 tỷ của một cậu vừa lên lớp 10 ấy, thì cậu ấy dùng nó chính là chiếc NZXT mới nhất có mức giá khoảng tầm 8 triệu hơn, và nó có thể giữ chiếc 12.900K thường này ở mức nhiệt rất là hợp lý. Và mình nghĩ rằng nếu mà bây giờ anh em mua tản nhiệt thì có thể nên mua tản đấy, nhưng mà đúng là phải với những cái tản đấy thì mới có thể cân được những chiếc CPU như này. Thì em này là em Kuga Kratus anh em ạ. Kuga Kratus, và em này thì cấu hình kinh khủng luôn. Em này có thể cân được Mini ATX, Micro ATX, ATX và CEB, EHTX. Ai mà lắp cây Mini ATX vào đây thì đúng là dở hơi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ còn có rất nhiều cổng Type-C đằng đầu đằng trước này, RGB button này, xong rồi có thể hỗ trợ lên bao nhiêu, 7 cái quan ạ, 7-9 cái quạt này, hay là hỗ trợ hai ổ cứng to, 3 ổ cứng nhỏ này, xong rất nhiều thứ linh tinh, và có thể hỗ trợ được cạc dài lên tới là 460mm đấy các bạn, quá khủng bố luôn. Nhưng mà quan trọng là cái chiều rộng này, hỗ trợ tản lên tới là 190mm này, tức là khá là ok với cả những chiếc tản nhiệt của cạc bây giờ. Nhưng mà tùy các bạn, tùy nhá, mình chưa biết đâu nhá. Còn sơ qua thì em ấy sẽ nhìn trông như này. Em mình nhìn chất không? Chất chưa? Nhìn chất phết chứ không đùa đâu. Này, nhìn này, ngầu chưa? Có giải RGB bên này, bên kia, đằng trước, đằng này. Ô, bây giờ mở bọc ra đây. Unbox ra nào. Bây giờ mở ra kiểu gì đây? Con này giống con Mod 5. Hơi giống con Mod 5. Form factor giống con Mod 5 nhưng mà nó được điều chế lại để có khả năng biến hình khủng bố hơn. Không phải là biến hình mà kiểu cái chất lượng nó cao hơn. Trong này nó sẽ có một hộp phụ quả kiện này. Phụ kiện thì có cả khe PCI với cả đỡ mên đỡ giải này, các thứ các kiểu của nhà là điều. Kuga bắt trend hơi muộn nhỉ. Cái cây này trend từ 10 năm trước rồi, bây giờ Kuga bắt đầu bắt trend. Đây. Trời đất ơi. Đây ạ. Ui da. Vâng, và đây là cái cây của chúng ta. Cái cây của chúng ta rất là to, rất là khủng bố, rất là đáng sợ. Và nếu mà anh em nhìn thì anh em để thấy cái form của nó lạ hơn một chút, để nó lạ hơn một tẹo. Lạ như nào? Thì độc lạ Bình Dương nó nằm ở cái khu vực này. Bình thường thì anh em sẽ thấy đó chính là cây nó sẽ ngửa trên chỗ này, tức là nó sẽ như này này. Bình thường cây nó sẽ như này. Nó sẽ form nó ngửa như này. Đúng không? Bình thường em thấy như này đúng không? Nhưng mà Kuga chơi khác, Kuga chơi kiểu hình bình hành chéo nhưng mà chỗ này lại cẳng lên. Thế rất là buồn cười. Và đằng trước thì chúng ta sẽ được tặng thêm tất cả chúng ta sẽ được tặng thêm 1 2 3 quạt RGB của Kuga, và chúng ta sẽ ngoài cái đấy ra thì chả còn gì cả. Hết chuyện. Sẽ còn có thêm một giải RGB ở trên này, xong rồi nút này nút kia ở trên này. Chỗ này thì đều là bằng nhựa hết anh em nhé, không phải bằng kính đâu, không phải bằng kim loại đâu. Và chúng ta sẽ có một cái giải kính cong. Cứ có kính cong là đắt tiền. Đấy, cứ có kính cong là đắt tiền. Và một giải kính cong từ đầu xuống dưới đáy chỗ này, đến đây là dừng rồi, cong từ đây tới đây thôi. Và mức giá của em này thì cũng trên 10 triệu. Một cái vỏ cây 10 triệu này thì ghê gớm ấy. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu lắp mọi thứ vào trong này nhá. Uầy, con này đi dây kiểu gì nhỉ? Phải ngắm nhìn cái đường đi dây anh em ạ. Vì đây nhá, con này sẽ có một cái phần phần này, cái phần ở dưới, phần này phần nguồn, rất là giống mấy con Mod 5. Nhưng mà cái phần nguồn của nó thì nó lại như kiểu nó tách xa hẳn so với cả thế giới ấy. Và nó sẽ luồn dây đi từ dưới lên trên này. Và luồn dây đi từ dưới trên này thì mình phải suy tính xem là phải đi như nào, dây như nào. Thế nên là mình sẽ quyết định mở nguồn trước anh em ạ.
Đây, thì hôm nay mình sẽ dùng đó chính là chiếc nguồn RM4000E. Nếu mà theo cái công thức của mình tính ấy, thì cái con nguồn này cũng khá là ổn với cả cái bộ máy này. Nếu mà full load thì rơi vào khoảng tầm một nửa, đã không dùng khoảng tầm 60% cái nguồn này, tức là rất hợp lý. Vậy thì em nguồn RM1000E này có gì hay ho? Thứ nhất là nó sẽ có 1000W, thứ hai nó sẽ có ATX 3.0, nhưng mà ATX 3.0 kiểu lừa anh em ạ. Để mình cho anh em xem nhá. Rồi, mở hộp ra chúng ta sẽ nhận được một con nguồn và một đống giấy tờ linh tinh. Thì con nguồn này là ATX 3.0 đúng không? Nhưng mà anh em nhìn xem, không hề có đầu 16 pin. Tại sao? Bởi vì em này là em hơi lừa một tẹo. Nó sẽ là cái dây 8 pin kết hợp thành 16 anh em ạ. Đâu rồi? Đây, anh em nhìn này, đây. Đấy. Dây 16 pin nhưng mà lại kết hợp bởi hai đầu 8 pin. Và nó xác nhận là chỉ có hai sense wire thôi. Tức là nó nối đây và nó xác nhận là tôi chỉ có hai đầu 8 pin thôi. Không biết là có cân được với cả 3090 hay không, à 4090 hay không. Nhưng mình để xem còn cái dây nào nữa không. Có vẻ như là không anh em ạ. Con này thì nếu mà thực sự ấy, mình khuyên anh em nên mua chiếc TUF. Bởi vì TUF đấy thực sự là 16 pin thật. Là dây 16 pin sang dây 16 pin ấy. Còn em này thì có vẻ như là hơi lừa một tí, là 8 cộng 8 thành 16, chứ không phải là 16 pin thật. Và chúng ta câu theo như câu trả lời của mình thì chúng ta có vẻ như không có dây khác anh em nha. Không có dây 16 pin cộng thêm. Tức là hôm nay chúng ta sẽ chơi liều. Chúng ta sẽ chỉ cắm như kiểu là cắm cái đầu chia ba ấy, nhưng lại chỉ cắm có hai đầu trên chiếc bên này, à trên chiếc cạc này. Và con bên này thì cần một đầu CPU và hai đầu CPU, một đầu 20 và một đầu 16 thì phải. 24 16. Đây, ok. Dây nguồn mainboard thế là xong. Tiếp theo là dây nguồn CPU 2 chiếc và PCIe 2 chiếc em nhá. Đây, con nguồn này, thấy chưa? 12 pin, 12W, 2 power các kiểu. Nhưng mà là theo kiểu cổ xưa, cổ kính. Ok. Và một dây SATA cuối để mình lắp cái hub kia vào. Một đầu ạ. Ok. Và để lắp cái này vào thì chúng ta phải đổ con cây ra để có thể truy cập được vào khoang ở dưới. Damn. Biết làm sao lắp nhỉ? Hơi khó nha. Như kiểu cái khu vực nguồn này là cái khu vực mà người ta nghĩ ra sau cùng anh em ạ. Kiểu thế. Bởi vì mình cảm giác kiểu nó rất là nửa vời. Và mình sẽ đoán nhá, là mình sẽ phải gỡ cái phần nguồn này ra. Đây, gỡ cái phần cục nguồn này ra. Rồi, xong rồi mình cài vô nguồn. Xong rồi mình lại còn phải, nếu mà anh em nhìn vào trong cái vỏ cây ấy thì anh em sẽ nhìn thấy rằng là nó sẽ còn có mấy cái 20, 19, 18, 17, 16, 14 này. Cái chỗ này là để lắp cái khung đỡ và giúp cho cái nguồn chuẩn cỡ có thể được đỡ một cách chuẩn chỉ. Thế nên là mình lắp nguồn xong thì phải chỉnh cái gông này nữa để cho nó vừa đúng chỗ thì cái nguồn nó mới ngồi im được, chứ không nó sẽ bị bừa ra đằng sau. Ngoài cái phần kia ra thì cái vỏ cây này còn có một cái gọi là compartment để anh em có thể vứt dây vào và vứt ổ cứng của mình vào. Thì mình đây sẽ là nơi mà mình luồn cái dây 24 pin của mình lên, và cũng là nơi mình sẽ luồn cái dây CPU của mình lên. Có thể nói là những cái phần khó, đang khó nhất là nó được vào rồi đấy. mình còn đang đi dây nữa để cho nó giải quyết bớt cái phần khó đi. Chứ cái con này tính ra là có nhiều thứ khó đấy, nhiều thứ đau đớn đấy. Tí nữa đi mấy cái dây của dây đằng trước, dây đằng sau, dây trái, dây phải này là một cái thứ rất là đau đớn này. Bây giờ mình cứ luôn tạm dây lên đã. Vậy thì trong cái vỏ cây như này, chúng ta sẽ có những cái config về tản nhiệt như sau. Chúng ta có thể dùng tản khí lên tới 190mm, cái đấy thì mình đã nói rồi. Nhưng ngoài ra thì chúng ta có thể gắn được một chiếc rad 360 nằm ở bên trên này. Chúng ta có thể gắn được một cái rad 240 hay là... Đúng rồi, à không, 280 có thể lên tới, có vẻ như ở đây là 280 maximum đằng trước và một rad 120 ở đằng này. Vì cái config của nó cũng chỉ như vậy thôi. Trên này thì có vẻ rộng hơn một chút được, có khả năng lên tới 480. Nhưng mà đợi tí mình gắn cái 360 và đã xem nó như nào.
Về tản 360 thì không có gì khác, mình sẽ dùng đó chính là chiếc Arctic 360. Em này thì là một em mình rất thích. Thứ nhất là nó là phiên bản RGB là một này, thứ hai là nó có một cái rát rất dày này, thứ ba là nó thiết kế cho CPU rất chuẩn này, và thứ tư là nó chỉ có đúng 2 giây thôi. Thực sự là một cái rát mình cảm thấy cực kỳ hợp lý. Nếu mà sau này mà anh em muốn bán đi để dùng cái khác ấy thì vẫn có thể bán cỡ quả ra và bán đi được, bởi vì cái dây này nó vẫn để chúng ta rất là bình thường luôn. Đấy không phải là cái thiết kế kiểu không dây như kiểu một số loại, mà em này vẫn là có dây nhá, nhưng chỉ đơn giản là nó thiết kế một cách rất là gọn gàng, rất là dịu dàng và giúp cho người dùng dùng cực kỳ thoải mái. Và bây giờ mình sẽ gắn nó vào ở bên trên. Lắp con này gọi là chật vật bởi vì nó cao, nó to quá. Mình với cả anh quay phim phải đứng ở lên bàn để quay và lắp cái ốc nhá. Rất là mất thời gian. Nhưng mà không sao. Chúng mình có nói chuyện một chút thì công nhận đúng là cái vỏ cây này có cái form thiết kế đẹp thật. Mà cái vỏ cây này nhá, mà đi nước custom á thì đúng là không thể nào mà từ chối luôn. Một bộ một cái main full Arctic này, một con hai rat 240 trước, một rat 240 trước, một rat 360 trên, một rat 120 ở đằng này, xong rồi thêm một cái reservoir đấy nữa, xong rồi thêm block card block kia. Quá đẹp luôn, quá là đẹp. Đúng là con này chuẩn đấy, nhưng mà bây giờ máy của mình thì bình thường thôi, máy của mình bình thường thôi. Nhưng mà hy vọng rằng tương lai mình sẽ có một cái bộ máy đẹp để có thể cho anh em xem được nhá. Đấy, là về sòng dày rồi anh em ạ. Và có thể nói là cái bộ máy này nó vẫn gặp những cái thứ mà những chiếc Note 5 đã từng gặp, đó chính là cái sự khó khăn về đi dây. Cái chính là bởi vì nó là một cái vỏ cây khá là open frame, nên là cái việc đi dây nó khá là khó để có thể giấu dây, giấu kỹ chỗ này, giấu kỹ chỗ kia. Cho nên là dây mình chỉ đang có thể cố gắng hết mức có thể mới làm được như này thôi. Và tất nhiên rồi, chuẩn nhất thì anh em vẫn nên làm một bộ dây custom thì nó sẽ chuẩn hơn, nó sẽ đi đúng hơn và nó sẽ hẹp hơn tí ạ. Nhưng bây giờ thì là công đoạn cuối cùng, đó chính là công đoạn cả nhá. Mình hôm nay lựa chọn bởi vì là mình đang chọn một chiếc MacBook Aorus Master, thế nên mình đã chơi luôn và chính là chiếc 4090 Aorus Master luôn anh em ạ. Đây, Ray Tracing này, đây quạt rồi, quạt WinForce này, Overclock Edition này, bảo hành 4 năm, đây là LED Ray Tracing, Reflex và Studio luôn. Em này Master thì sẽ có màn hình, nhưng mà để xem mở ra xem nó khó thực sự không nhá. Có một câu chuyện như này, trong lúc mình đang mở cái hộp ra thì có một câu chuyện như này, là khi mà mình đi Computex vì một lý do nào đó mà mình thấy là các hãng họ không chú tâm quá nhiều của 4090. Tức là khi tôi hỏi sang Asus thì không nói gì rồi, họ có một cái cạc tản nhiệt nước thì không nói gì rồi, nhưng mà hỏi sang Asus, hỏi sang Gigabyte, hỏi sang MSI, hỏi sang Corsair, hỏi sang Cooler Master, hỏi là bây giờ cái cấu hình máy của bạn thì như nào, 4090 tại sao? Bởi vì tôi cảm thấy 4090 nó quá mạnh và nó quá đắt, thế là nhiều người không mua. Nên là chiếc 4090 này thường sẽ cho những người nào đặc biệt thực sự người ta mới cần thôi. Một chiếc 4090 như này ấy, đây em nhìn đây, đấy, to kinh khủng khiếp luôn đây em ạ. Đây, nó vẫn có màn hình nhá, đây, nó to kinh khủng luôn, to gần bằng cái bản mặt mình chứ, to gần bằng đấy. Tôi gần bằng cái bản mặt mình luôn. Thì em này là sẽ là em Aorus Master, nó sẽ có 3 fan. Và theo nhiều biết đây, cái những quạt là quạt được lấy cảm ứng từ vân vẩy cá mập để cho giảm 3 decibel âm thanh rất là căng thẳng. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái màn hình nhỏ nhỏ, đây là màn hình của Aorus. Chỗ này sẽ là đầu 16 pin, nhưng mà đã ra đầu này phải là 3 đầu 8 pin nhé, chứ không phải là như kiểu kia đâu. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có đó chính là 1, 2, 3, 4 đầu kết nối, trong đó có một đầu HDMI, còn lại là 3 đồng DC port, biệt lại hơi ít. Tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy, nhìn cái khe PC nó thấy được không? Nó to kinh khiếp luôn anh em ạ. Và nhưng mà nặng thì không quá nặng đâu, mình dự cảm thấy sợ không nặng không? Chắc là tầm 2 cân hơn một tí thôi, không quá là nặng. Chỗ này thì sẽ là một khối to đùng đùng để anh em có thể gọi là pass through cái độ nóng của cái bàn ra. Nói chung là một con kẻ rất là to, rất là khủng bố và rất là nặng nề. Không biết là có hợp được cái vỏ cây này không? Thì đợi mình một chút để mình lắp vào nhá. Vừa mới lắp xong con cạc rồi. Và có thể nói là nó vừa theo kiểu là 1-2mm đã thôi là bay màu ấy, là không còn lắp được vào nữa.
thì cái vấn đề vừa đây thì nó sẽ như nào, là bây giờ vừa như này thì mình không gắn được bất kỳ cái ốc nào nữa. Anh em phải nhìn vào đây, nếu mà anh em nhìn vào khu vực này thì anh em sẽ thấy là mình không thể nào đút được cả tay vào để lắp ốc lại. May mà cái PC này nó cứng, chứ không thì thế này, cái con này mà là một con mình bê, là một con mình gì rầm rộ ấy, là coi như là dựng luôn, dụng luôn. Đấy, và bộ máy có thể nói là đã hoàn thiện rồi về mặt chung chung, nhưng mà cái thể cái chỗ này nhìn chung ngớ mắt quá. Và như anh em thấy thế đấy, cái bộ máy này công nhận là đẹp, khá là đẹp. Nhưng mà nó vẫn có vài điều nó cấn cấn trong tim mình anh em ạ. Bộ máy này nó đẹp theo cái kiểu gọi là tôi mua xong vỏ cây là tôi hết tiền rồi, nên là tôi không còn mua được gì khác. Tôi mua hết xong mấy cái đồ là tôi hết tiền rồi, tôi không mua thêm gì khác cả. Nên là trong vỏ cây này, ngoài cái tản nhiệt ra, ngoài cái fan đi kèm sẵn ra, ngoài cái main ra, ngoài cái cạc ra, ngoài cái chip ra, ngoài cái RAM ra, thì nó không còn gì khác nữa. Nó không có quả thêm, nó không có đổ thêm, nó không có bất kỳ cái điều trang trí gì thêm, khiến cho nó trống một khoảng khá khá. Cái này là điều mà mình muốn gửi tới anh em, đó chính là nếu mà anh em có mua bất kỳ cái gì, hãy cân đối lại bộ máy. Đáng nhẽ ra anh em không cần phải mua một chiếc i9 13900KS này, nhiều khi giảm xuống 13900K thôi rồi mua 2-3 cái quạt vào để cho nó đẹp hơn. Hoặc là có thể giảm cả combo này xuống, đó chính là i7 13700, giảm xuống 4080 cũng phiên bản này, như là 4080 rồi đi hẳn một bộ nước custom đẹp tuyệt vời đi. Chẳng hạn như bây giờ anh em gắn một RAT 360 trên, một RAT 240 bên cạnh, một RAT 120 bên hông, một cái gọi là reservoir, các thứ kiểu ở đây thì phải gọi là quá đẹp. Trong lúc chúng mình đã lắp cái bộ này, chúng mình cứ bàn tán về cái vấn đề mãi là nếu mà lắp bộ nước, lắp nước trong cái vỏ cây này thì đẹp hơn rất nhiều. Đấy, bộ này tính ra trên trăm một chiếu mà nhìn trông cũng chả đẹp lắm. Mặc dù vỏ cây tận 13 triệu, cạc màn hình tận hơn 50 triệu. Đấy, mainboard thì cũng trên 12 triệu, CPU thì gần 20 triệu, thế mà nhìn trông cũng không đẹp đẽ cho lắm. Thế nên là việc mà mình khuyên giải với anh em đó chính là hãy chi tiêu hợp lý, hãy tiêu tiền chuẩn. Sắp tới sẽ có một video mình làm một bộ thật là chuẩn cho anh em nhé, để anh em nhìn thấy rằng là tất cả các lỗi lầm, tất cả mọi thứ đều được mình tụ hợp lại và biến cho nó thành một bộ máy hoàn hảo. Cảm ơn anh em đã xem video này, và hy vọng gặp anh em tại video sau.